Anh em sản phẩm đầu tiên nhá. Dưới đằng xe của anh nó bé, vật phải để ý nó đóng nó hít vật nhá. Không được. Khi mà được con cá thì nó càng gian khổ thì nó lại càng có giá trị. Chết cha mày. Anh em chuẩn bị đi Ba Vì nhá. Biết là cá mú được cái gì không đây? Chuẩn bị đồ rồi. Chờ bạn Linh bạn ấy qua bạn đón nữa là đi thôi. Đó. Anh em mọi người vừa mới đến nhá. Cho ông ăn mì đi. Đội mình 5 người nhá. Mới đến nơi xong, bây giờ sẽ sang bên đảo câu. Đây thì mình sẽ sang bên kia nhá, đi thuyền, thuê thuyền đi sang đảo bên kia câu. Rồi hành lý đây anh em, đội nhà mình đây. Rồi lên thuyền sang đảo anh em nhá. Nhìn ông cua em đéo mẹ vác cái bịch cần câu nhìn khổ quá. Nó bên này á? Dũng ơi, em là ở bên kênh gì, tên là Dũng gì nhỉ? Đây là Dũng Nguyễn Tiến bà con. Kênh Dũng Nguyễn Tiến nhá. Anh em ghé thăm cả kênh Dũng Nguyễn Tiến nữa. Không, anh quay phim và anh úp. Anh em hôm nay 2, 3, 4, 5 anh em nhá. Đây là vợ của Tuấn nhá. Đây vợ Tuấn này, không phải Tuấn này nhá. Đang đi thuyền sang đảo anh em nhá. Sang gần đến nơi rồi anh em. Sang đến bờ bên này rồi anh em nhá. Đây xem mày xem thử ông này được con gì. Ôi à. Ôi con trôi ngon phết nhỉ, sao bảo thấy dòng hai cái đấy. À đây một con kia nữa. Trôi to phết rồi anh em. Mạc xích à? Trôi phải trên 2 cân anh em ạ. Em câu lâu chưa? Nó cần thủ. Vừa ra xong á? À lâu ra lâu rồi nhưng mà vừa ăn. À đấy à. Cá vừa ăn xong. Con trôi đấy to đấy, đẹp đấy.
anh em nhá. Đây, đang kéo rất chị ác, chưa biết cá gì. Thôi để dòng lại anh em nhá. Được khoảng 20 phút chưa? Chưa được 20 phút đâu. 12 phút thôi. Ok. Kéo vào. Tiếp ngoài kia như kiểu mè sao đấy, cái nổi nổi. Nó phải đầu ba đổ lên em ạ. Đổ bờ cỏ thôi đi. Ô phết rồi, không biết là con gì. Ôi. Vẽ nó khủng long em ơi. Ôi giời ơi, đi quẹ đầu ba có thừa. 20 cân à? Nó không lên này. 20 cân rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
long, khủng long. Anh em sản phẩm đầu tiên nhá. Nóng thẳng mồm luôn. Ôi giời. To sư. À, tất cả 5 anh em Dũng ở bên kia, mình ở đây, và tiếp theo đây là Linh cu te. Anh em ơi, thì mấy hôm trước nó mưa thì nước nó ngập nhá. Dù gì thì dù nhưng mà mình vẫn gấu hơn cái ông câu trước đã. Em nhỉ. Khát nước qua ra lấy chai nước. Đó, ở đây đánh lăng xê này. Đây đánh lăng xê anh em nhá. Tất cả mọi người đi đều đánh lăng xê hết. Linh chém chưa ra cần xong à? Em chưa. Em vừa trộn mồi. Vừa trộn thêm. Linh chém, Tuấn chém. Tuấn ơi. Em hello. Linh. Ok. Đi ra lấy chai nước phát khát quá. Hồ rất chỉ rộng anh em nhá. Rộng bát ngát luôn. Cũng thật may mắn khi 12 phút đầu tiên đã đóng con trôi khoảng trên 3 cân, 4 cân rồi. Thế là ấm bụng anh em ạ. Đây là bà xã Tuấn Chèm nhá. Đang ngồi vô mõm. Ăn cá 5 cân thôi. Dòng sướng thật em ạ. Sao anh dòng nhanh thế, phải để cho nó mệt tí nữa để cho nó ra mồ hôi để... Anh dòng thế là còn lâu rồi đấy. Thôi mang hai chai bét nhè, các ông uống chai đá, anh uống chai thuốc. Bên đấy võng nó không phong thủy bằng bên này đâu em. Luôn. Em biết là anh ném ở đâu? Gần. Ném ở ngay đầu cỏ này. Đó, nó vào cỏ này. Không, cái cần thì đứt rồi, còn cái này. Cái cần đứt rồi, cái cần con là cần đứt rồi. Mèo mù đâu, mèo nào, mèo hai mắt thì kêu mèo mù. Cũng không phải dạng vừa đâu. Anh thấy nó lôi cái cần này zip phát, thế là anh dòng, thế là chưa vào cả. Ông bơ nó có nhiều cần không em? Con này cũng to, nó phải bé đâu. Đấy, bơ mà có cá nhờ.
cân thì được. Hai con rồi em. Lôi lùi lên này. Đúng rồi, được 3 con, mất, đéo bên mắt đầu. Vượt đi. Đấy, vượt đấy, vượt không có nó mắc dây vào trong nó mất đấy. Xe của anh nó bé, vượt phải để ý nó đóng, nó hít vượt đó. Mắt được. Con này bé hơn con lúc đấy. Không, con kém gì con ở Dũng đâu. Đấy, hai con đấy như một đàn đấy. Một đàn. Chị em, đây Dũng đây, Dũng đây nha. Hai ông cứ cá. Hai ông dính hai hàng luôn. Kênh chơi đòn nhỉ. Dũng Nguyên Tiến ấy. Ờ, kênh Dũng Nguyên Tiến nha. Mình kênh Thánh Cô Lục. Ôi. Sò vào mồm, rất ngoan như rất chó. Ok anh em, thì nổ mất một lăng xe rồi anh em nha, không có lên được 3 con nha. Và con Dũng lại lên hàng nhá, là con thứ hai nha, nhưng mà mỗi tội mệt lắm, say nắng rồi không ra quay phim được anh em. Quay nắng to quá. Nắng to cái mốc quá. Dũng đóng hàng anh em nha. Lại trôi nha. Trôi nổi này. Nắng sấp mặt. Điểm này câu đẹp quá. Chào các bác nha. Ôi nắng quá, chết mất. Anh em ơi, Thính Câu Lục say nắng rồi anh em nhé. Chính xác là bị say nắng nhá. Nên là không có hứng thú cá mú lắm nữa là. Bãi này rộng đẹp. Toàn tầm như nhau nhỉ? Tầm 2 cân. Chết cha mày. Hôm nay là ngày của trôi. Ừ, ngày của cả trôi. Ngày không tin. Tầm 2 cân đấy. Ừ, 2 cân, trôi tầm 2 cân anh em nha. Đi. Ôi mình say nắng lắm rồi anh em ạ. Chồng chết rồi. Mình nghĩ sao? Rồi, cá lôi cần ra hồ rồi anh em nhá. Đi ra ngoài đi, không có mắc cây em ạ. Đi xuyên ra, xuyên ra. Tí thì mất cân. Ông ơi, ông câu đéo mở máy không ạ? Không mở máy thì nó lật trả lôi cả cân. Tôi rất ngu. Bà xã ông Tuấn này Tuấn kẻ bà xã ông Tuấn chèm kêu ngu. Kêu ông Tuấn ngu nhá. Anh em con trôi này bỏ lướng nhá. Đây. Để xem Linh lôi cái con này lên là con gì, con bị lôi cần ra ngoài này, xem là con gì. Chép hay gì đấy Linh?
Không không không, cầm dao hộ anh mệt quá. Đâu nhỉ? Ngoài kia. Đi xem. 5 cân không? Lôi lội chéo ra đây. Đây rồi anh ạ, thoát rồi, thoát rồi. À. Không. Không. Thoát là thoát hiểm. Em để ý cái cân này vừa rung rung ấy. Không, rung rung của nó ấy. Ôi, đau đầu quá. Anh em thấy ông nào cũng lên cá rồi nhá. Lăn tăn lưu tiêu nhá anh em nhá. Lên cá hết rồi. Ông được ít, ông được nhiều thôi. Mình thời điểm hiện tại được 3 trôi rồi. Nổ cước, dòng nổ cước mất 2 phát nhá anh em nhá. Mất 2 bộ lăng xê. Mà sau bị mắc thì mất 5 bộ lăng xê rồi. Mất 5 bộ lăng xê 250.000. Linh chèm đây. Em đóng con cá khủng lắm. Nhưng mà nào, nó vào gần chưa hay là tít ở ngoài em? Lội đi, lội đi cầm luôn. Ờ, xúc đấy. Tôi say nắng rồi anh em ạ. Tôi chán, tôi không muốn cá nữa rồi. Nhưng mà thấy anh em được hàng, quả này hấp dẫn quá, vẫn quay. Được khoảng tầm 5 cân ông Linh. Trôi hay chép? Trôi hay chép? Con này chắc chắn là trôi. Nó đang mắc cái gì cả nên nó không sang câu được. Do nó đang bị mắc anh em nhá. Địt mẹ bây giờ ngồi đâu đau đấy. Tổ sư cứ như kiểu là người, cứ như kiểu là kim đâm ấy. Tuấn dấm dớ được con đầu tiên em. Cần quá đấy. Ô thôi, lại cần Linh chèm ra ngoài hồ rồi anh em. Ừ. Rồi nó đang bị vướng gốc cây nữa. Cần Linh bên kia ra hồ ngoài hồ rồi à? Con này nó ăn nên nó mới lộn san tô mà. Cho anh ra anh thúc ở ngoài luôn. Nó đang mắc mẹ ngầm ở dưới rồi. Mắc ngầm rồi đấy. Mắc như máy đấy. Cho nó mất con ra nhưng mà đéo ra nữa thôi là mình phải. Để ông nó trong mình ra. Hôm nay thằng Tuấn bị mất một con kiểu đấy rồi đấy. Anh em xem hàng gì nhá. Tôi nghĩ là cá mập trắng, nước ngọt. Ui, phải mệt nó quá. Ngoài. Ngồi mẹ bên này, chui lên đây nằm còn được. Chỗ mình ngồi nắng quá. Mẹ anh là với hủng trâu thế. Mút đầu đấy. Cho tiếp bờ. Nó đang mắc ở đây, để em ra. Anh nghe phải đưa cần câu đây, thằng ở trên bờ cầm. Nhờ. Rồi. Kệ nó cho nó sướng, tự túc. Phê cá nuôi cháy lông đít. Em ơi cẩn thận sờ cá nó mắc lưỡi câu vào tay hoặc vào chân đấy. Trôi hay gì đây? Thoát ra được rồi. Lên hàng khác toàn trôi. Con cá nó đòi lôi ông cu Linh chèm này ra ngoài hồ. Đang ngồi nó làm véo phát tổ sư. Vừa ngay rồi kìa. Anh đừng nghe đi. Thoát rồi.
Còn tính cá đấy không? Còn. Còn chứ. Mà còn trôi thì trên 50 cân mà. Đây cần câu của ông cu Dũng anh em nha. À ừ Tuấn quên. Ồ. Mệt quá là ngu hết cả người rồi anh em ạ. Vẫn dính cái cần dưới kìa. Linh ơi em lên em đưa cần cho thằng Tuấn nó dòng đi xong em ra em. Lùi lại kéo cần về đây. Ra xong là nó lại cuốn mắc rồi à? Mắc à? Ở trong này nó có gốc cây. Nó vừa thoát ra bùng ra một cái mà. Tưởng thoát rồi. Nó chạy ra thôi. Con này thì không được. Hôm qua anh mới xem cá mập nước ngọt đấy, cẩn thận nhá. Mới xem phim kinh dị không? Bắt cá chưa? À, như bắt chỉ quái nhá. Thế là hôm nay hai thằng được nhảy xuống hồ rồi nhá. Thằng ông cu Tuấn ở trên chàm với cả Linh trên chàm, hai anh em nhảy xuống hồ hết rồi nhá. Đến tầm trưa là cá nó chững ăn rồi anh em, bà con. Mãi chưa lên con hàng là con gì. Biết là 100% là trôi rồi anh em nhá. Không biết là to hay nhỏ thôi. Bẩn bẩn thì cũng phải đôi ba cân này. Hay mọi khi mình ngồi này hồi hộp lắm ấy. Giờ nó mệt quá này, đéo hồi hộp. Xả phết đấy. Để trồng dây anh ạ, trồng dây cho nó nhảy ra đã. Vượt được. Thấy cá chưa Linh? Chưa anh ạ. Cứ để trồng dây ra, cứ để anh này để trồng ra, trồng nó tự gỡ ra đấy. Chưa thấy cá đâu mà muốn gặp mẹ đầu rồi bơi rồi đây. Lần theo dây cước đi. Cái này sợ nó chìm mất mẹ đi. Mất rồi. Mất được, đầu cần vẫn rung kìa, mất được. Anh thả lỏng hẳn hẳn đây ra. Thả lỏng máy ra đây. Hả? Anh thả lỏng hẳn ra. Thả lỏng chung, thả lỏng máy chung hẳn đây ra. Thả lỏng cưa cân. Mất chung hẳn đây ra, không ra đâu, không mất được. Con này đóng mồm, không mất được. Hai anh em xuống. Em phải cầm ông cầm vợt rồi em lặn xuống. Dung dung dung. Con cá này bây giờ thành ba ông bắt rồi nhá. Một ông ngồi tát ao. Đúng cái con máy mẹ sửa hôm trước, cũng cái con máy này rơi nước bị dính nước rồi khô hết cả máy. Còn chưa tra dầu con mẹ. Đang bưng 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 này. Cưới mẹ chuồng cho nó đỡ ướt đéo. Cần này mà lặng này mà nó lôi được khớ đấy. Tuấn ơi. Cứ mẹ chuồng cho nó tí nó đỡ ướt quần không có vẻ ốm. Anh quay đéo ai xem, có 70 mấy nghìn người xem có ai đâu. Cởi áo ra. Ba ông mà không bắt được con cá thì Hà Nội thất thủ. Linh ơi em lặn xuống rồi cẩn thận cái đến khu vần gần con cá ấy, để ý uống nước lưỡi câu ấy nó đóng vào tay nhá. Đóng tay con cá nó dễ thì ăn cám đấy. Nhau à? Này mà anh em mình câu mùa khô thì chắc là chất nhà Dũng nhờ. Mấy hôm trước thì chắc gì nước nó đã lên đến đây thì anh em mình câu nó đỡ bị mắc đúng không? Anh em mà nhà mày không được cá thì về tối nhịn hết nhá. Bà cho treo giỏ một tháng. What? Chạy đấy, nó vừa chạy mà. Nó phải 3 cân, 4 cân. À.
cá chưa? Rồi cướp à? Ba thằng bắt con cá anh em nhé. Cẩn thận nó mắc lưỡi câu vào chim nhá. Nó mà mắc vào chim nó chạy cho thì đúng biết. À nó vào đâu lưỡi câu nó mà nó con cá nó chạy nó quẹt lưỡi câu nó mắc vào chim nên là nó chạy nó thì thôi. Hỏng ăn. Chạy. Đây rồi. Thu mày nhanh em ơi, anh ơi vượt xúc. Đây này, ngay trước mặt anh rồi. Đây. Đằng sau đây. Anh em ơi. Mất rồi. Ồ. Có sản phẩm rồi anh em nha. Khi mà được con cá thì nó càng gian khổ thì nó lại càng có giá trị. Trên 3 cân, 4 cân nhỉ? Trên 3 cân nhỉ? Tầm trên 3 cân. Sao hơn 3 cân đấy, hơn 3 cân còn đầy to. Đội nhà mình nhá, ba ông nhá. 4 đấy, 4 đấy, đang tầm 4 cân. Hai ông tắm như kiểu Kim Bình Mai này, mày néo lên cá nữa thì thôi. Một ông cổ vũ, ba ông lội hồ. Còn một lưỡi rất là mõm. To nhá anh em. Vào đây thì nó trở bự bông. Con này khổ vậy. Ủa sao con này đóng rách toác hết cả mồm rồi kìa. Nó chạy mà. Ừ. Chắc là ăn 2-3 lưỡi rồi. Lưỡi đấy cho mà vẫn ngoài kìa. Con này nó dính vào đây rồi. Nó gò kinh quá. Với hôm qua em bỏ cũng quái lưỡi mà. Ừ. Phê nhỉ, để mát đấy. Mát không? Ở dưới thì mát, trên. Ủa này, quái lưỡi luôn. Mấy cái bộ lưỡi đều như thế. Nó gò kinh quá. Trường thì tàn là chẳng nước nào chủ được. Gò quái. Căn bản anh khóa máy. Không thì câu lần C không khóa mẹ mày quá. Em thấy lúc em xong em ra em cũng khóa chết máy luôn. Rồi ok. Ê, anh em nhìn cái mặt mình này. Giống con gà chọi không? Nói thật là mình say nắng rồi, bết rồi, không há mồm ra nổi nữa rồi. Thì tí cố ăn cái gì chưa tạm xong là nằm thôi chứ không câu được nữa. Đôi cần mà như thế thì không bao giờ có chuyện là đầu hai mang cho được đấy. Mà cần anh cần đặc chứ. Chuối củ nó khỏe, nó dai chứ không gọi là chuối tầm 2 cân. Mồi thạch. Đây anh em review này. Gà bia anh em nhá. Gà bia cá năng nướng. Tuấn Nhổn nó ốm sắp chết rồi nhá. Nên là ít quay phim anh em thông cảm nhá. Dũng ơi, lên xem của em. Sáng đầm thế. Ôi, dính ông bơ anh em nhá. Hôm nay thì thực sự là anh em lên rất chi là nhiều cá nhưng mà mình không thể quay phim được anh em ạ. Mệt quá nằm im như một con chó thôi. Đây nó cái quả này nó ngay ở người nên nó cố nắm lại đi ra để quay. Con cá này anh em lên quá trời luôn, mười mấy con anh em ạ. Toàn trôi to thôi. Mình nghỉ câu từ lúc khoảng 12 giờ anh em nhá. Thì chắc là khoảng 11 rưỡi thì mình ngừng câu, mình không câu nữa anh em, mình vứt cần đấy thôi, không câu nữa anh em nhá. Tại vì say nắng rồi. Và bị cảm nắng anh em ạ, nằm im như một con chó. Không dậy tí nào luôn. Chỉ ngồi chờ cho để tất cả anh em rồi đến giờ về thôi chứ còn mình thì cũng không làm ăn được gì nữa. Dũng với cả Linh thì hôm nay rất chi là có duyên, cứ động cá là lại phải nhảy ra bơi để gỡ. Mong anh em thông cảm nha, bởi vì cá thì thực sự là rất nhiều luôn. Nhưng mà mình không quay được phim. Quay được có một số cái nó còn không quay được. Mệt quá. Để tao sẽ
Ơ, ba con mà em. Con nữa đâu? Còn con nữa đâu? Con này bé. 1 cân. Bây giờ con này đã. Ừ. Ông cầm ông cầm hòn gạch gõ cho phát cái anh sang mang tất ở đây này. Gõ cho chết rồi tươi. Cho thùng đá thì về đằng nào thằng chết đập đi, đập chết đi. Đập vào sỏ xuống. Vu nan. Dã man quá. Thôi. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có thằng đập cá bằng đá. Thôi mà tao hỏi tiếp rồi nha, cái kia tao làm người. Đừng trách tao. Kiếp. Tao làm phát xong luôn. Cấn bỏ dây này không buộc vào không lại rơi mất. Bỏ luôn vào cái thùng đây. Đâu rồi, con của em đây à? Chạy sang đấy, chui luôn dài thế. Kéo về đi. Nặng lắm. Để đi cho mẹ ra đi em ạ. Hả? Nước máu cá để mẹ tí về uống. Không phải sao? Okay, chuyện trùng.